Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Các địa phương triển khai dự trữ thuốc để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc. Hà Nội có trạm y tế online đầu tiên, thêm kênh tư vấn cho F0 và F1. Làng Mai Kỳ Anh ở Hà Tĩnh sẵn sàng phục vụ Tết. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh vẫn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, nhìn trên bản đồ cấp độ dịch bệnh cả nước, màu xanh đã được bao phủ nhiều hơn so với các màu còn lại. Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ Y tế, toàn quốc có 33 tỉnh thành vùng xanh, 23 tỉnh vùng vàng, 7 tỉnh vùng cam, không có tỉnh vùng đỏ. Trong đó, miền Bắc có 18 tỉnh thành vùng xanh, miền Trung có 6 tỉnh xanh, phía Nam có 8 tỉnh thành xanh. Cả nước hiện không có tỉnh thành vùng đỏ trên quy mô toàn tỉnh. Nhìn trên bản đồ cấp độ dịch bệnh cả nước, màu xanh đã được bao phủ nhiều hơn so với các màu còn lại. Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19 trong cả nước, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật trực thuộc sở khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai dự trữ thuốc để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, chú trọng bảo đảm sẵn sàng cung ứng thuốc đủ phục vụ công tác cấp cứu, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19. Thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán cũng như thuốc điều trị các bệnh nhân thường xảy ra trong mùa đông xuân như sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng, sởi, rubella, các bệnh lan truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa. Vĩnh Long là một trong những địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đi đầu trong tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Đến nay, tỉnh có trên 97% dân số từ 18 tuổi trở lên và hơn 94% trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Cùng với việc triển khai tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại cho người dân, tỉnh chỉ đạo các địa phương ra soát để tiêm vét mũi 1, mũi 2 cho người dân. Đội y tế lưu động trạm y tế xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long triển khai đến tận nhà tiêm vaccine COVID-19 cho người lớn tuổi, tàn tật, động viên gia đình có người già chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine. Trước đó, các tổ tiêm phối hợp với tổ COVID cộng đồng rà soát những trường hợp cần đến tiêm tại nhà, xây dựng kế hoạch thực hiện. Khi mà dịch bệnh bùng phát lên mà ở gia đình mà có cha lớn tuổi vậy nè, mà nếu chưa tiêm đủ 2 liều vaccine thì cũng lo sợ là cái độ lây nhiễm nó sẽ mạnh hơn. Cũng mà như cha lớn tuổi vậy mà không có đi tới chỗ đông thì cũng hơi khó. Nhưng mà hôm nay có cái đoàn mà y tế lưu động mà đến tận gia đình tiêm như vậy thì cũng rất là mừng, rất là cảm ơn. Các trường hợp được tiêm tại nhà phần lớn là người già, có bệnh nền nên trong quá trình tiêm, các bác sĩ phải thăm khám hướng dẫn kỹ để người nhà chủ động theo dõi sức khỏe sau tiêm, cách xử lý và sử dụng thuốc khi cần thiết. Với mục tiêu nâng độ bao phủ vaccine phòng chống COVID-19 trong cộng đồng, bảo vệ tốt cho người dân, tránh nguy cơ tử vong khi mắc COVID-19, các địa phương trên địa bàn đã linh hoạt triển khai các đội tiêm lưu động, đi từng ngõ, gõ từng nhà dân. Hiện nay trên địa bàn huyện thì cái đối tượng mà người dân khó khăn không thể đến cơ sở để tiêm chủng được đó, thì khoảng 1.000. Khoảng 1.000 thì hiện nay đến giờ phút này thì huyện đã tiêm khoảng 80% là mũi 1, trong đó mũi 2 thì cũng trên 60%. Tổ chức đi tiêm lưu động đến từng nhà để đảm bảo cho những cái người mà chưa được tiêm thì sẽ tiêm phủ hết tất cả các đối tượng này để tạo cái miễn dịch cộng đồng cho tất cả. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc tiêm vaccine đầy đủ và kịp thời cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền, đi lại khó khăn, chính là tạo thêm lá chắn góp phần bảo vệ sức khỏe người dân trước đại dịch, giảm tình trạng biến chứng nặng và tử vong nếu không may bị nhiễm. Trong nỗ lực phòng chống dịch COVID-19, một trạm y tế online đầu tiên tại Hà Nội vừa được thành lập, đó là trạm y tế online phường Trúc Bạch trên Facebook, đường dây nóng 039-885-6892. Trước đó, chỉ một số trung tâm y tế tuyến quận huyện có mô hình trực tuyến. Thành viên của trạm y tế online gồm các cán bộ phường, trạm y tế phường, các y bác sĩ tình nguyện. Fanpage này cung cấp các bài luyện tập thể chất, tinh thần, hướng dẫn chăm sóc người bệnh, công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời nhận thông tin và thực hiện hỗ trợ các nhu cầu cần thiết đối với người dân sinh sống trên địa bàn phường, đặc biệt là người thuộc diện F0, F1 và hộ dân trong khu vực phong tỏa đang thực hiện cách ly y tế tại nhà. Người dân có thắc mắc hoặc cần sự hỗ trợ về thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm, các nhu cầu khác trong cuộc sống có thể thông tin đến trạm y tế online. Các quản trị viên sẽ tiếp nhận thông tin và hỗ trợ nhanh nhất.
Theo Sở Giáo dục Đào tạo TP HCM, hiện tình hình dịch bệnh đã và đang được kiểm soát tốt. Gần như toàn bộ người dân tại TP HCM từ 12 tuổi trở lên tiêm vaccine mũi thứ 2 và thành phố đang triển khai tiêm vaccine mũi thứ 3. Theo đó, lộ trình từ ngày 7 tháng 2, các cơ sở giáo dục sẵn sàng công tác chuẩn bị đón trẻ, học sinh trở lại trường học trực tiếp. Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 2, cơ sở giáo dục tổ chức họp phụ huynh để triển khai các vấn đề cần lưu ý về việc phối hợp với nhà trường chăm sóc trẻ, tổ chức dạy học trực tiếp. Bên cạnh đó, nhà trường tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng chống dịch trong trường học. Từ ngày 14 tháng 2, trẻ mầm non, học sinh lớp 1 đến lớp 6 sẽ được đến trường học trực tiếp. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Thủ Đức và các quận huyện sẽ kiểm tra, thẩm định kế hoạch, phương án phòng chống dịch COVID-19 của các cơ sở giáo dục trước khi tổ chức học tập trực tiếp trở lại. Từ đầu tháng 12 năm 2021 đến nay, nhiều doanh nghiệp lữ hành tung các sản phẩm du lịch cho Tết. Thành phố Hồ Chí Minh trở thành vùng xanh, tâm lý người dân ổn định được xem là những lý do dẫn tới những tín hiệu lạc quan của thị trường. Khảo sát tại các doanh nghiệp lữ hành có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, lượng khách đặt tour Tết Nguyên đán và đầu xuân đã tăng hơn nhiều so với kỳ nghỉ Tết dương lịch. Mỗi nơi đều ghi nhận hàng nghìn lượt khách đã đăng ký tour và vẫn có thể tăng những ngày tới. Điểm đến được ưu tiên lựa chọn là Phú Quốc, Đông, Tây Bắc, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Đà Lạt. Để thay đổi thích ứng với bình thường mới, các doanh nghiệp lữ hành đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu bằng cách áp dụng các quy chuẩn an toàn phù hợp với từng điểm đến, cơ sở lưu trú, dịch vụ nhà hàng, phương tiện vận chuyển trong hoạt động giao tiếp phục vụ. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Cục Hàng không Việt Nam liên quan đến tải cung ứng trên các đường bay nội địa giai đoạn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục theo dõi sát tình hình khai thác vận chuyển hàng không nội địa, xem xét kỹ và chủ động quyết định việc tăng tần suất khai thác các đường bay nội địa trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân trong giai đoạn này và các yêu cầu về phòng chống dịch theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phương án khai thác cũng gắn với kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch COVID-19. Năm 2021, tuy chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cơ bản thuận lợi với thu nhập trên một đơn vị diện tích đạt 192 triệu đồng một hecta, tăng 12 triệu đồng một hecta so với năm 2020. Trong đó, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và nông nghiệp hữu cơ tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp đạt 4,8%. Tỉnh Lâm Đồng đã chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là cây trồng chủ lực, chuyển một phần diện tích trồng cây rau, củ quả dài ngày và hoa màu sang trồng rau củ quả ngắn ngày, phù hợp thích ứng với nhu cầu của thị trường và diễn biến của dịch bệnh. Năm 2021, diện tích gieo trồng đạt trên 395.000 ha, tăng 1,62% so với cùng kỳ. Diện tích chuyển đổi sản xuất đạt 10.672 ha, trong đó có 6.420 ha tái canh cải tạo cây cà phê. Sản xuất nông nghiệp an toàn gắn với tiêu thụ nông sản và kiểm soát chất lượng theo chuỗi an toàn tiếp tục được quan tâm. Toàn tỉnh có khoảng 182 chuỗi với 18.386 hộ liên kết, sản lượng qua chuỗi đạt trên 519.500 tấn. Chương trình mỗi xã một sản phẩm được triển khai với 131 sản phẩm của 75 chủ thể được công nhận. Năm nay thời tiết khá thuận lợi cộng với việc áp dụng tốt các kỹ thuật trồng chăm sóc nên người trồng mai ở xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đang kỳ vọng mai nở đúng dịp Tết phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Những ngày này, anh Nguyễn Kim Nam, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh luôn có mặt tại vườn mai của gia đình để chăm sóc, kiểm tra cây. Vườn mai của anh hiện có hơn 1.000 cây, toàn bộ số cây này đều từ 3 năm tuổi trở lên. Mức giá mai cũng phụ thuộc vào năm tuổi và thế của cây. Trong đó, cây có giá thấp nhất là 3 triệu đồng, có cây giá lên đến cả chục, thậm chí là trên 100 triệu đồng. Nhờ quy trình chăm sóc tốt nên vườn mai của anh Nam ra búp khá đều. Từ 6 tháng 8 là thời tiết là vô cùng thuận lợi. Trời tiết ấm, vừa ấm, chứ cũng không lành mà cũng không nặng lắm. Cho nên là mai năm nay là khá là trùng Tết, được 80% là trùng Tết. Cho nên là khách cũng đến mua được nhiều hơn năm ngoái. Còn hoa năm nay thì khá là đẹp, thời tiết ẩm nên hoa đẹp. Cũng như anh Nam, năm nay anh Nguyễn Viết Xuân cũng rất phấn khởi vì hơn 500 cây mai trưởng thành ở độ tuổi từ 3 năm trở lên có thể xuất bán trong dịp Tết này. Đáng mừng nhất là năm nay người mua đến đặt hoa sớm hơn, giá cao hơn.
dự kiến vườn mai có thể mang về cho gia đình hàng trăm triệu đồng trong dịp Tết. Năm nay nó nở cũng đúng dịp Tết, giá cả cũng ổn định, và người vào mua cũng đông hơn, và cũng khá hơn. Xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh hiện có trên 100 hộ dân trồng mai với số lượng từ 100 cây trở lên. Hoa mai Kỳ Nam có giá trị kinh tế cao, đem lại nguồn thu khá lớn cho bà con vào dịp cuối năm. Vì vậy, cùng với sự đầu tư của các hộ dân, thị xã Kỳ Anh đã ban hành các chính sách hỗ trợ. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã cử cán bộ chuyên môn về hỗ trợ các nhà vườn kỹ thuật chăm sóc để đảm bảo nở hoa đúng độ. Trong năm nay thì cây mai vàng của Kỳ Nam thì nó nở rất đúng cái dịp Tết. Và người dân thì cũng rất phấn khởi, và cái thu nhập của cây mai thì cao. Cả khu đã tiếp tục là chuẩn bị cho cái hoa trên xuất trong cái năm Tết năm của năm 2022 này. Và cái việc cái mô hình này á, thì có cái lợi thế và cũng đã được hỗ trợ của Hội đồng Nhân dân thị xã Kỳ Anh. Cho nên trên cơ sở đảm bảo của người dân của Kỳ Nam đang tiếp tục trên đà phát triển và trong cây mai vàng này. Mai Kỳ Nam từ lâu đã được người chơi cây cảnh chọn mua trong dịp Tết Nguyên đán, bởi mai ở đây búp nhiều, hoa nở to. Đây cũng là cây trồng mang lại nguồn thu nhập khá cho nhiều hộ dân. Chính vì vậy, thị xã Kỳ Anh đang tiếp tục khuyến khích nhân rộng mô hình trồng mai và xây dựng thương hiệu mai Kỳ Nam. Mới đây, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng và đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải do Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về các dự án cảng biển Sóc Trăng và khu bến Trần Đề. Hai dự án này có ý nghĩa phát triển kinh tế vùng đã được Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lập quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự kiến Bộ Giao thông Vận tải sẽ trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước vào năm 2022. Như vậy, quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển sẽ được phê duyệt sau năm 2022. Bên cạnh dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, nếu thực hiện sẽ mang lại hiệu quả lớn cho tỉnh. Hai cái dự án này có ý nghĩa hết sức quan trọng, sẽ vực dậy cái phát triển kinh tế của cả vùng, trong đó là Sóc Trăng là cái trung tâm để xuất hàng hóa. Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét tách nội dung quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để phê duyệt riêng. Đề xuất khi quy hoạch xây dựng cảng phải có tính liên kết vùng, kết nối giao thông đường bộ, đường thủy, cao tốc, kết hợp với cầu Đại Ngãi, hoàn thành khi đó hàng hóa xuất khẩu qua cảng nước sâu này sẽ thuận lợi rất nhiều. Các tuyến kết nối sẽ phải được đầu tư xây dựng đồng bộ, đảm bảo cái hiệu quả đầu tư cũng như đảm bảo cái nguồn ngân sách. Ngoài nguồn ngân sách thì chúng tôi cũng đang kỳ vọng vào việc huy động các nguồn ngân sách, các cái nguồn lực khác ngoài ngân sách. Cũng theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, trước mắt tỉnh Sóc Trăng cần cố gắng tranh thủ tiếp cận tư vấn nhà đầu tư vào cảng Trần Đề, không thể chậm trễ. Đề nghị đơn vị tư vấn nhà đầu tư phối hợp chặt với các sở, ngành của tỉnh để chốt ranh giới chính xác quy hoạch cảng. Tết Nguyên đán cận kề là thời điểm nhu cầu mua sắm bắt đầu nhộn nhịp, đặc biệt là tại các chợ lớn. Để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng, các tiểu thương ở các điểm chợ đều dự trữ khá lớn lượng hàng hóa. Điều này làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ. Việc phòng cháy trong bối cảnh không dịch bệnh đã phải chú trọng. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 phức tạp như hiện nay thì thủ đô càng không thể chủ quan trước giặc lửa. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều gian hàng tại chợ phải đóng cửa do xuất hiện những ca F0, F1, việc tuyên truyền phòng cháy chữa cháy gặp không ít khó khăn. Tôi theo cái 5K của Bộ Y tế thì chúng tôi đều phải đeo hai khẩu trang, đeo kính tấm chắn và đứng cách người dân 2 mét. Cái này cũng là cái khó khăn trong cái công tác mà nhắc nhở, nhưng chúng tôi cũng đã khắc phục. Hàng ngày, lực lượng bảo vệ chợ Đồng Xuân ứng trực 24/24, giám sát an ninh trật tự, an toàn cháy nổ qua hệ thống camera. Các góc chợ đều được bố trí bình cứu hỏa, họng cứu hỏa. Các tiểu thương cũng được diễn tập hướng dẫn khi không may hỏa hoạn xảy ra, sẽ có phương án thoát nạn an toàn, không tập trung để đề phòng lây nhiễm chéo do COVID-19.
Điều kiện tình hình Covid nó phức tạp như vậy, nếu xảy ra sự cố thì chúng tôi cũng đã tiến hành xây dựng cái phương án là bố trí 80 cửa thoát nạn trong khu vực chợ để hướng dẫn bà con từng khu vực, từng ngành hàng, từng tầng di chuyển theo các cửa thoát nạn đã được quy hoạch. Để đảm bảo là không quá tập trung vào một cái khu vực nhất định, làm sao mà vẫn đảm bảo khoảng cách cũng như an toàn. Bài học từ những vụ cháy lớn gần đây, và hẳn có những người dân ở đây đã thấm thía bài học năm 1994, lửa đã thiêu rụi toàn bộ chính ngôi chợ này. Hỏa hoạn là điều không ai mong muốn, cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ, nhưng chủ quan một chút sẽ gây nên hậu quả khôn lường. Trước thực trạng đường mía từ 5 nước ASEAN, chủ yếu là Indonesia và Malaysia, nhập khẩu vào Việt Nam tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương đang điều tra dấu hiệu rửa nguồn để né thuế của các doanh nghiệp. Theo đó, Tổng cục Hải quan đã nhận được văn bản của Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương đề nghị Cục Giám sát Quản lý về Hải quan thuộc Tổng cục Hải quan cung cấp bản sao chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO đối với các lô đường mía nhập khẩu từ 5 nước ASEAN từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. Cục Phòng vệ Thương mại đề nghị Tổng cục Hải quan hỗ trợ cung cấp tài liệu nêu trên trước ngày 11 tháng 2 năm 2022. Thời gian qua, người dân tại thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên liên tục phản ánh bị ảnh hưởng đến sức khỏe do chịu ảnh hưởng từ việc sản xuất, chế biến hạt điều từ nhà máy nằm ở đây. Theo người dân sinh sống tại thôn Mậu Lâm Bắc, thì thời gian qua họ đã phải chịu mùi hôi, khói bụi từ những ống khói này. Đây là những ống khói của công ty sản xuất chế biến hạt điều nằm trên địa bàn. Bên cạnh đó, nguồn nước ở khu vực này cũng đang bị ảnh hưởng do nước từ nhà máy này chảy ra. Cái nguồn nước ở đây ấy, thì thực tế nó ra là nó đang ảnh hưởng trực tiếp vào cái khu dân cư ở tổ 16 thôn Mậu Lâm Bắc đây. Là có một cái nguồn nước thải từ cái chỗ cái bìa tường của công ty Quang Sơn, và cái khói ấy thì giờ là thực tế là đang thải ra cái mùi hôi rất là khó chịu. Người dân là có bức xúc, người cũng có báo cáo và cũng có phản ánh tới địa phương của xã cũng như là báo cáo lên huyện về cái vấn đề là công ty sa thải. Trong đó là có cái quan trọng nhất là cái khói, cái mùi của công ty hạt điều. Sau cái thanh tra lần này á, thì đề nghị là nhà đầu tư và nhà máy thì khắc phục các cái lỗi đây. Phóng viên đã có buổi làm việc với phía nhà máy sản xuất chế biến hạt điều để làm rõ thêm thông tin vụ việc. Đề nghị ban tỉnh là làm sao sớm là tạm hoãn cái quyết định xử phạt hành chính để cho doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nếu ủy ban tỉnh bắt đầu triển khai các ban ngành về xác minh lại mà đúng như kết luận của Sở Tài nguyên Môi trường mà công ty Quang Sơn của chúng tôi sai thì chúng tôi sẽ nộp tiền phạt. Không chỉ các hộ dân gần hai nhà máy chế biến hạt điều bị ảnh hưởng mà hàng trăm giáo viên và học sinh của các trường học ở gần cũng thường xuyên bị tra tấn bởi mùi hôi, khói bụi từ nhà máy thải ra. Thiết nghĩ vụ việc cần được quan tâm xử lý một cách quyết liệt để đảm bảo về môi trường trong thời gian tới. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng truy nã về tội vô ý làm chết người. Qua công tác nắm tình hình, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang phát hiện một đối tượng sống tại Lán Nương trên khu vực Việt Nam Lào thuộc địa bàn đơn vị quản lý có biểu hiện nghi vấn. Vào lúc 17 giờ ngày 16 tháng 1 tại khu vực cột mốc 120 tuyến biên giới Việt Nam Lào thuộc địa phận bản Púng Bửa, xã Na Ư, huyện Điện Biên. Lợi dụng trời mưa, đối tượng đi bộ từ lối mòn trên biên giới xuống bản để lấy lương thực thì bị các trinh sát biên phòng khống chế. Đối chiếu thông tin hình ảnh, đối tượng chính là Sành Ali, sinh năm 1978, trú tại bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Sành Ali bị truy nã theo quyết định số 06 QĐ ngày 1 tháng 4 năm 2019 của Công an huyện Điện Biên về tội vô ý làm chết người, quy định điều 128 Bộ luật hình sự. Bước đầu, Ly khai nhận khi gây ra vụ án chết người vào tháng 7 năm 2018 và bị truy nã, đối tượng mua khẩu súng để phòng thân và trốn rất nhiều nơi, thường ẩn nấp trên các lán nương giáp biên giới để tẩu thoát khi bị phát hiện. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã lập biên bản hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Chương trình Nhìn từ Phổ Hiền đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.